thì hai bố con mỗi người một quá. Tuổi nha. Cảm ơn cô nha. Vâng. Cảm ơn cô ạ. Mai mốt thì tôi kêu gái ra đây ăn để hỗ trợ cho cô. Vâng, thưa đi qua đường này là ghé quán tôi nha. Mày quá, quán hôm nay khuyến mãi con gái nhỉ? Vâng. Đùi gà này ngon nè. Cô ăn đi. BBTV. Ngon đấy. Hôm nay đùi có vẻ ngon bao chủ ạ? Ôi dồi ôi, hôm nào chả ngon. Thế hôm nay có khuyến mại gì không? Không, hôm nay hết khuyến mại rồi. Chán nhỉ. Hôm trước khuyến mại thì ăn có hai đùi. Hai đùi là no lắm rồi đấy. Hay là hôm nay ăn hai đùi đi. Hai đùi đấy, tính tiền hai à? Ờ, hôm nay hết khuyến mại rồi thì phải tính tiền hai chứ. Ăn hai đùi tính tiền một thì ăn. Thế thì nói luôn là khuyến mại cho rồi. Này nhìn toàn đùi ngon này cơ mà. Đây này. Thơm phức luôn. Không có tiền. Có đủ tiền ăn một cây đùi thôi. Thế thôi ăn một đùi cũng được. Bà chủ có bán chịu thì ăn. Ờ cứ ăn đi. Rồi khi nào có tiền ra đưa cũng được mà. Hay đấy. Đi con. Vâng. Con muốn ăn đùi gà. Vâng ạ. Vâng. Chào cô chủ. Vâng, chào ông ạ. Chào cô. Cháu nhá. Vâng, chào cô. Đùi gà này bán sao vậy cô? À, 10.000 một chiếc thôi ông ạ. Chị hả? Cầm giúp bố con. Hai ngàn, 13.000. Thế cô chủ cho tôi một cái đùi gà nha. Thế ông với cháu ngồi vào bàn đi. Ừ, con gái ngồi đi con. Ngồi vào đây ngồi với con luôn. Ơ mà sao hẳn hai bố con mà ăn có mỗi một đùi thế? Tôi ăn rồi. Con gái tôi nó muốn ăn thì tôi mua cho nó thôi. Con ăn đi con, ăn nhanh mình còn đi lên trường nữa. Được quá. Thế bố ăn trước đi bố. Bố ăn một miếng, con một miếng. Thôi con ăn đi, bố ăn rồi. Bố ăn rồi bao giờ? Bố ăn đi. Thôi được rồi. Bố ăn trước đi. Con ăn đi. Ngon quá bố ạ. Bố ơi ngon quá. Để bố gót cái này ra cho. Hai bố con từ dưới quê lên à? Vâng. Bà chủ ơi, chén này gót cái này được không? Được mà, bát sạch đấy. Thôi tôi gót cả cái này nha. Còn... Thế đi từ sáng sớm thế à? Vâng, hôm nay cháu lên nhập học quá. Dạ, hôm nay tôi đưa nhỏ lên trên này để chuẩn bị cho nó vô học năm mới. À, thế quê có xa không? Ở dưới tỉnh mà cô, cách đây cũng vài trăm cây thôi, cũng không xa lắm. Để con ăn đi nha. Bố ăn một miếng nhá. Ê con chờ. Thôi con ăn đi, bố ăn rồi. Bố ăn đi. Bố từ sáng giờ đã ăn được miếng nào vào bụng đâu. Bố ăn đi. Đây rồi, cảm ơn con. Dạ. Đây, hôm nay ngon nhỉ? Cửa hàng có khuyến mại thêm một đùi. Đi hai người để được khuyến mại. Vậy hả cô? Thế hả cô? Đây, hai bố con mỗi người một quá. Đùi nha. Cảm ơn cô nha. Vâng. Cảm ơn cô ạ. Mai mốt thì tôi kêu gái ra đây ăn để hỗ trợ cho cô. Vâng, thưa đi qua đường này là ghé quán tôi nha. Mày quá, quán hôm nay khuyến mãi con gái nhỉ? Vâng. Đùi gà này ngon nè. Cô ăn đi. Có gì mình có hai người đi theo nhỉ? Con có cả trứng hả cô? Ơi. Con có cả trứng ạ. À vâng ạ, khuyến mãi cả trứng luôn. Lần sau cháu cứ rủ các bạn ra đây ăn với cô khuyến mãi cho nhá. Không phải lo thiệt đâu mà. Ngon quá. Thôi cô ăn nhanh đi, mình còn đi lên trường nữa. Vâng. Cô con gái xinh quá. Bà chủ ơi, cho tôi hỏi giờ này mấy giờ rồi? À bây giờ là hơn 12 giờ trưa rồi. Thôi dễ rồi con. Bây giờ nhé, bây giờ con cầm nhìn đường mình vừa đi vừa ăn đi nha. Thôi bà chủ ơi, hai cho con tôi đi nha. Lần sau có đi qua hai cho con tôi ghé. Hai bố con vội à? Vâng, cháu sắp 1 giờ rồi cô ạ. À thế à? Thế lâu lâu đi qua đây lại ghé quán cho cô nhá. Vâng, cháu cảm ơn cô, cháu chào cô ạ. Vâng, thôi hai cho con tôi đi nha. Con nha. Chào bà chủ. Thắc mắc nhỉ? Dạ. Sao nãy tôi ở là không có khuyến mại? À,
con nhà đấy đi từ dưới quê lên thì vất vả, mà thấy không đủ tiền nên là tôi cho thêm một đùi ấy mà. À, hóa ra cho đi là nhận lại cháu à. Đủ tiền cái. À, 10.000. Cho ngồi nhá. Rồi, con xin nhá. Mày lên. Hôm sau lại ra ăn với cô nhá. Cái này phải dọn dẹp, mang vào rửa đã. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của Bibi nhé. Hẹn gặp lại các bạn.